Xin chào các bạn, mình mới mua một cái combo DJI Mic 2 với mức giá là khoảng 5,2 triệu đồng. Thì đây sẽ là cái combo có mức giá dễ tiếp cận nhất nếu như bạn cần một phát và một thu của cái bộ mic. Mình đã có trải nghiệm thực tế cái DJI Mic 2 này đối với cái đi kèm DJI Pocket 3. Và khi mà họ ra cái DJI Mic 2 này thì mình đã nhìn thấy những cái giá trị rất là lớn, ít nhất là đối với cái nhu cầu sử dụng của mình. Thì trong cái chủ đề này mình sẽ chia sẻ với các bạn mình sử dụng cái bộ mic này với những cái mục đích gì và những cái lý do tại sao mình mua nó và những cái điểm mà mình đánh giá cao nhất cái bộ mic này có được để mình phải bỏ một cái số tiền là hơn 5 triệu thay vì là lựa chọn những cái bộ mic có giá thành dễ tiếp cận hơn. Rồi, bắt đầu với cái việc là với 5,2 triệu đồng thì mình sẽ mua được một cái combo như thế nào ha. Đây sẽ là nguyên cái phần hộp mình mua được này. Đó, lần này mình rất là thích vì họ cho mình nhiều cái lựa chọn để mình lựa chọn cái bộ mic, sách hướng dẫn sử dụng và hộp. Cái này thì mình đã khui ra rồi nha. Đây là cái combo mình lựa chọn, thì ngay từ cái việc bao bì bảo vệ đi kèm để mình mang theo nó cũng gọn, nhẹ và nó không chiếm nhiều diện tích. Tại vì mình sử dụng những cái túi đeo chéo nhỏ thôi, không có lớn, nên là cái việc kích thước nhỏ là rất là quan trọng và đó cũng là lý do lớn mà mình lựa chọn cái bộ này. Đây là bên trong. Đó, những cái bộ mic và dây cắm được cất rất là gọn gàng. Đầu tiên nhất là mình sẽ nói đến cái phần dây cắm này. Dây cắm ở đây thì cũng rất là hay. Hai cái nhỏ nhỏ này cũng là hai cái mà mình đánh giá rất là cao trong cái mức độ thông minh khi mà DJI họ thiết kế một cái bộ mic. Nói ngay thì mình đánh giá cao DJI trong cái việc họ thiết kế những cái sản phẩm để mình có thể dễ dàng sử dụng nó. Có rất là nhiều những cái bộ mic khác mình đã sử dụng qua, nhưng mà cái mức độ dễ sử dụng hay là cái sự phức tạp hay là những cái setting của nó cũng rất là phức tạp để chúng ta có thể sử dụng được, hoặc đơn thuần là việc chuyển đổi giữa một cái máy quay sang một cái điện thoại thì cũng phải cắm dây này dây kia. Còn đối với DJI mic thì mình thấy rằng nó rất là đơn giản, đó cũng là một trong những cái điểm mình đánh giá cao. Đây là dây kết nối với máy hình. Đây là một cộng C ra hai đầu A, tức là mình sẽ sạc cho hai cái mic của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ mic của mình không có sạc. Lát mình sẽ nói chi tiết về cái vụ sạc sau. Đây là cục phát này. Đây là cái bông này. Đây mới là điều đặc biệt này. DJI Mic 2 sẽ có một cái lựa chọn, đó là màu trắng. Thì mình không thể mua được một combo full hai cái màu trắng. Nhưng mà người bán họ tách một cái bộ kia ra và họ bán lẻ cho mình cái mic đầu phát này là màu trắng. Và thật sự đây cũng là một trong những cái mình cảm thấy rất là hấp dẫn. Vừa mới khui hộp ra là mình nhìn thấy đã liền, nó đẹp liền luôn. Mặt này thì sẽ là trắng mà kiểu như trắng sữa, còn bên đây thì nó sẽ hoàn thiện cái phần màu sơn giống như là phần kim loại, rất là đẹp và lạ, nó tệp với cái phần đằng sau. Khi mà so sánh nó với một cái bộ màu đen, đây là DJI màu đen, thì nó trong suốt, nhưng mà mình nhìn tổng thể cái tông màu của nó thì nó lại không cho cái vẻ cứng cáp kim loại giống như là cái này. Con trai thì thông thường thích những cái vật, những cái đồ bằng kim loại. Đó, nhìn rất thích. Và đây là tất cả những gì mà mình mua được với giá là 5,2 triệu. Thêm cái phần bông này nữa. Cái đầu tiên mình sẽ nói với các bạn tại sao mình lựa chọn giá rẻ 5,2 triệu thay vì mình mua một cái combo rất là xịn sò của DJI Mic hay là DJI Mic 2. Đầu tiên nhất đó chính là về cái việc gọn nhẹ mình vừa mới chia sẻ với các bạn xong là thứ nhất. Và thứ hai nữa đó chính là cái việc có thêm một cái hộp sạc đối với cá nhân mình á, thì nó chỉ giúp cho cái việc gia tăng cái thời lượng để chúng ta sử dụng trên một ngày. Bộ mic này theo thông số thì nó sẽ được là 6 tiếng. Mà trong thực tế mình đã sử dụng cái mic của DJI Pocket 3 rồi. Khi mà mình đi sự kiện á, mình quay một ngày trời rất là nhiều những cái thứ xảy ra trong một ngày, nhưng mà nó không thể hết được bộ pin đó. Và nếu như trong trường hợp pin nó yếu á, thì trong một ngày khi mà mình chép xuộc, mình gửi xuộc hay sau đó, mình cũng có thể rất là nhanh chóng để mà sạc lại cho cái DJI Mic 2. Thậm chí là mình có những cái cục pin sạc dự phòng rất là nhỏ gọn, mình có thể sạc cho cái DJI Mic 2 mà không tốn quá nhiều thời gian. Nó vừa có thể sạc nhanh mà nó lại vừa gọn nhẹ, mình lại không phải mang theo một cái vật nữa, đó chính là một cái hộp. Cái hộp thì nó cũng tương tự giống như là một cục pin sạc dự phòng, thậm chí có thể là nó còn to hơn nữa. Nên việc mình lựa chọn không mua cái combo mà có cả cái đắp sạc đó, thì mình chỉ thiệt thòi duy nhất đó chính là về cái thời lượng gia tăng thôi. Nhưng với mình thì nó lại không thành vấn đề. Chính vì vậy mình vừa tiết kiệm tiền mà mình lại vừa tiết kiệm được không phải mang theo một cái hộp vừa chiếm diện tích, vừa nặng thêm cái túi của mình. Khi mà không có cái hộp đó thì giờ đây thì mình sẽ chỉ cần quan tâm đến hai cái sản phẩm này thôi. Và nếu như trong trường hợp cần sạc cho cả hai thì mình sẽ chỉ cần cắm cộng C vào hai thiết bị và một đầu A.
hơi dở một cái là cái đầu này nếu như là đầu C nữa thì rất là tuyệt vời luôn, tại vì cái hệ sinh thái của mình quanh mình bây giờ đều là C hết, thì cái việc sạc nó vừa tiết kiệm được tiền vừa tiết kiệm được không gian, với mình đó là quá tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa đó chính là DJI họ tách cái combo ra để họ bán được như thế này, thay vì chúng ta bắt buộc phải mua một cái combo có cả cái đắp sạc. Bây giờ mình sẽ nói về cái nhu cầu sử dụng của mình để các bạn dễ hình dung hơn tại sao mình phải chi cái số tiền mua cho cái bộ Nexbix này. Tất nhiên thì kèm với nó là chất lượng, thì một lát nữa mình sẽ nói về cái vấn đề chất lượng sau. Còn bây giờ mình sẽ nói về mình đã sử dụng với cái bộ mic này như thế nào và sử dụng những cái gì. Thứ nhất đó chính là mình sẽ có rất là nhiều những cái điều kiện khi mà mình đi ra ngoài đường. Mình sẽ chỉ dùng cái điện thoại, mình sẽ chỉ cầm theo cái điện thoại của người thôi. Thì trong cái túi đeo chéo nhỏ của mình có thể dự phòng một cái bộ mic nhỏ gọn như thế này để mang theo bất kể khi nào mình cần dùng thì mình có một cái để mình có thể dùng ngay. Và đặc biệt đó chính là cái khả năng cực kỳ dễ sử dụng của cái bộ mic này. Đây, mình sẽ demo cho các bạn ha. Để kết nối với một cái điện thoại thì DJI Mic 2 họ bán kèm một đó chính là cái đầu USB-C, hai là đầu Lightning. Thì bây giờ mình sử dụng điện thoại USB-C rồi thì mình có thể hoàn toàn sử dụng cái chân C này. Đó, một cái này bạn cắm vào cái điện thoại của bạn và phần còn lại là bạn kẹp vào đây. Hoặc nếu như với mình á, mình sẽ có thêm một cái dây để mình giấu cái cục này đi, không cho nó lòi trên đây thì nó sẽ đẹp hơn. Cái dây giống như cái mic mình đang xài đây thì nó sẽ là tuyệt vời nhất, nhưng mà mình sẽ mua cái bộ đó sau, hoặc là mình có thể tận dụng những cái dây mic mà mình đang có sẵn. Hoặc nếu như mà thích cái màu trắng này thì nhìn nó cũng rất là đẹp, dễ chịu hơn là so với những cái màu đen. Tự nhiên nổi một cái cục màu đen thì mình cũng không thích lắm. Rồi, đó chính là về cái mặt điện thoại. Về nói ngay từ đầu thì cái bộ DJI Mic 2 này nó có khả năng kết nối độc lập, tức là các bạn chỉ cần cái cục phát này thôi, bạn sẽ có thể kết nối Bluetooth với điện thoại, nhưng sẽ không thể đảm bảo được cái tốc độ truyền tải dữ liệu khi mà so sánh với cái cục phát. Chính vì vậy, nếu như mà để an toàn và để dễ dàng kết nối hơn thì mình nghĩ rằng vẫn cần sử dụng cái cục phát, nó sẽ tiện lợi và đảm bảo hơn trong cái video của bạn. Đó, còn nếu như mà không, các bạn vẫn có thể sử dụng độc lập cái này kết nối Bluetooth với điện thoại iPhone. Nhưng trong cái quá trình mà mình thử nhanh thì mình có thể livestream có tiếng với cái mic này kết nối Bluetooth. Tuy nhiên khi mà ứng dụng quay phim mặc định của điện thoại thì nó lại không nhận. Còn nếu như mà sử dụng một cái ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như là Blackmagic, thì nó vẫn nhận cái mic này khi mà kết nối qua Bluetooth. Chính vì vậy cái việc mà sử dụng độc lập cái mic này với điện thoại thì mình cũng không khuyến cáo cho lắm. Chúng ta vẫn nên sử dụng combo với cái đầu phát này, nó sẽ ok hơn, đảm bảo hơn. Nhưng mà nó vẫn chưa hết nha các bạn. Cái sự tiện lợi của DJI Mic 2 nó còn đến với từ cái việc đó chính là nó có thể ghi âm độc lập. Các bạn chỉ cần nhấn một cái nút ghi âm ở đây thôi thì việc khi mà bạn quay phim với cái điện thoại về sẽ không cần cái cục này đi chăng nữa, thì các bạn về có thể xin hai cái tiếng đó lại với nhau. Nếu như bạn là một người có chút kinh nghiệm sử dụng những cái phần mềm dựng phim để có thể xin hai cái voice này lại với nhau, hoặc nếu không thì như truyền thống mình vừa mới chia sẻ với các bạn xong, đó cũng là cái giá trị rất là lớn. Và thậm chí là với cái tính năng ghi âm này á, nó còn là một trong những cái backup rất là tuyệt vời trong quá trình mà chúng ta đi quay. Đôi khi nó có một cái sự cố nào đó mà chúng ta không thể biết được về dây cắm rắc hay là về cái bộ này, thì chúng ta vẫn có một cái file ghi âm trong đây và dễ dàng xin lại với cái máy quay để chúng ta có một cái file âm thanh. Đó là về mặt cái phần điện thoại. Thì điện thoại cũng là một trong những cái sản phẩm mà mình dùng rất là nhiều để mình quay phim. Và cái thứ hai nữa, khi mà mình sử dụng cái mua cái bộ mic này, mình lại có thể có thêm một cái mic nữa xài với cái DJI Pocket 3. Đó. Các bạn có thể tìm mua, hơi khó một tí nhưng mà vẫn có thể tìm mua được với một cái mic này với giá khoảng 2 triệu hoặc là hơn 2 triệu tùy nơi họ bán. Để làm sao các bạn sẽ có một cái combo là hai cái mic phát. Ví dụ bạn làm podcast hoặc là muốn phỏng vấn một ai đó bằng cái DJI Pocket 3 thì mình lại có thêm một cái mic nữa để có thể hai người nói chuyện với nhau. Thì tức là nó sẽ tăng thêm cái sức mạnh cho cái DJI Pocket 3 mà mình đang sử dụng. Đó cũng là một trong những cái lợi ích. Và cái sản phẩm cuối cùng mà mình dùng để quay phim đó chính là cái Nikon ZF của mình. Ba cái sản phẩm chính, mình gần như mình sử dụng cả ba cái sản phẩm này từ khi mình đi sự kiện này, sự kiện lớn, sự kiện nhỏ hoặc là một cái event nào đó mình cần quay phim bất kể, thì mình có thể sử dụng một trong ba cái thiết bị này. Và tất nhiên nếu như một bộ mic nó có thể cùng lúc kết nối cả ba thiết bị của mình, tức là mình muốn sử dụng thiết bị nào cũng được chỉ với một bộ mic mình cần mang theo thôi, thì nó là cái điều rất là tuyệt vời với mình. Và mình cũng xin nhắc lại cái ý đó chính là cái việc mà các bạn có một cái sản phẩm dễ dàng set up để dùng với mọi thứ thì nó giá trị rất là cao. Bởi vì mình đã sử dụng rất là nhiều những cái bộ mic rồi, chính những cái sự phức tạp cắm dây, kết nối, setting, điều chỉnh, nó làm cho mình lười sử dụng thiết bị hơn
và có thể là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái video, chất lượng của âm thanh, hoặc có khi nó là mất cả tiếng luôn, bởi vì mình là một người không quá chuyên nghiệp. Nên cái việc mà thao tác setup, tinh chỉnh, dây dợ, hay là thậm chí là mình cũng không có một cái tai nghe kiểm âm, đôi khi tự quay phim, nên cái việc rủi ro rất dễ xảy ra với rất nhiều những cái bộ mic khác. Còn đối với cái DJI này thì nó rất là an toàn và quan trọng hơn hết là dễ sử dụng. Trường hợp khi mà mình sử dụng máy quay thì họ sẽ tặng cho mình một cái dây với hai đầu cắm như thế này. Đây, hai đầu cắm vô, rồi mình đặt lên đây. Cái này là nó hơi ngược nha, mình sẽ hơi chê một chút. Với trường hợp mà mình tự quay ấy, thì mình sẽ đặt cái hướng màn hình nó về đằng trước như vậy để mình nhìn cái sóng âm nó nhảy. Tất nhiên là mình tùy theo cái máy hình, máy của mình thì có lời lật cái màn hình ra đằng trước nữa, nhưng mà cái sóng âm mình nhìn nó sẽ nhỏ hơn so với cái sóng âm mà nó chạy ở đây. Đó, nhưng mà không sao, cái cộng dây này thì nó vẫn tới. Đấy, thì mình sẽ có một cái combo dễ dàng để sử dụng giống như thế này, cắm một cộng dây vào là xong. Hai cái mic, thậm chí là cái tốc độ mà kết nối giữa hai cái mic này nó rất là nhanh. Và những cái sóng âm nó hiển thị ở đây cho mình biết cái quá trình mình quay âm thanh nó có bị gián đoạn hay không, hay là ngay từ lúc bắt đầu kết nối. Mặc dù cái khả năng hai cái mic pair với nhau rất là nhanh, nhưng mà mình vẫn cần có một cái gì đó nó chắc chắn là hai cái mic đã với nhau ok rồi. Mình đang sử dụng một cái bộ mic Sennheiser, chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, cái rất có thể nó bị mất tiếng về trục trặc dây dợ vào một cái thời điểm nào đó, và mình lại không chắc được cái chuyện đó, nên nó ảnh hưởng đến cái quá trình hay là công sức của mình. Đôi khi mình có thể đi quay bị mất tiếng, thì nó là rất là uổng công sức. Còn với những cái giải pháp như thế này, mình rất là tự tin trong cái việc âm thanh. Rồi khi mà nói đến một cái micro thì không thể không nhắc đến cái phần âm thanh. Mình đã có trải nghiệm khi mà quay phim với các bạn media của Tinh Tế với bộ mic DJI Mic 1. Thì chất lượng âm thanh thì đối với mình nó cũng hơi có kén một chút, mặc dù mình không quá rành về những cái thiết bị micro. Tuy nhiên khi mà chuyển sang cái đời 2 thì mình đánh giá cái chất lượng âm thanh nó có khác biệt hẳn so với cái đời 1. Có cái độ âm trầm hơn, theo như chủ quan mình nói không chuyên môn cho lắm thì cái mic đời 1 nó sẽ hơi mỏng, còn cái mic đời 2 thì nó dày hơn, ấm hơn. Và khi mà mình so sánh với cái mic Sennheiser mà mình hay dùng thì cái mức độ chênh lệch về chất lượng âm thanh nó không còn quá chênh lệch cao nữa, và mình rất là hài lòng với cái âm thanh mà nó thu được. Và theo như mình tìm hiểu thì đó là nhờ vào nâng cấp ở bên trong, khi mà DJI Mic 2 đã có thể thu 32 bit thay vì 24 bit như là thế hệ trước. Thì 32 bit thì nó sẽ có nhiều thông tin ở trong cái đó hơn, khiến cho những anh em hậu kỳ có thể điều chỉnh âm thanh mà nó không bị thay đổi quá nhiều so với âm gốc. Và cái việc điều chỉnh nó hay hơn, nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngay cả với những cái ứng dụng AI đi chăng nữa thì các bạn có một cái nguồn thu đầu vào tốt, hậu kỳ nó cũng sẽ trở nên tuyệt vời hơn so với một cái đầu vào nó không được tốt mấy. Vậy thì tổng kết lại là đối với cá nhân mình khi mà mình đã quyết định mua thêm một bộ mic nữa bên cạnh những cái bộ mic mà mình đã có, thì nó phải tổng hòa được 3 yếu tố. Thứ nhất đó chính là cái việc nó có cái kích thước nhỏ gọn, mình dễ dàng mang đi bất kỳ đâu, mang theo bất kỳ lúc nào trong những cái túi sách của mình, để mình có thể sử dụng với bất kỳ những cái thiết bị nào mà mình có trong cái thời điểm đó. Thứ hai nữa đó chính là về cái việc dễ dàng thao tác sử dụng nó là cái điều mà mình đánh giá cao nhất ở trên những cái thiết bị tương tự giống như cái mic này. Ngay cả cục pin sạc dự phòng thì mình cũng đánh giá cái việc cái trải nghiệm sử dụng nó ra làm sao nhiều hơn thay vì những cái performance thông số kỹ thuật phức tạp khác. Và cái bộ mic DJI này hiện tại đang là một trong những cái bộ mic mà mình đánh giá rất là cao trải nghiệm khi mà sử dụng. Từ việc các bạn có thể bấm một cái nút dễ dàng để nó ghi âm, hay là bấm một cái nút để hai cái mic pair với nhau, hoặc là cái việc nó hiển thị những cái thông tin cho chúng ta biết rằng đã có thể kết nối hai cái mic với nhau, và cái video mà chúng ta đang quay có âm thanh hay không mà không cần tai nghe kiểm âm. Tất nhiên là đối với trường hợp anh em tự quay, thì đó là những cái trải nghiệm mình đánh giá cao nhất trên cái bộ mic DJI khi mà so sánh với những cái bộ mic khác. Và cuối cùng đó chính là về tất nhiên chất lượng âm thanh, nhưng mà đi kèm thì nó vẫn là một cái mức giá không hề rẻ. Mình biết rằng ở ngoài kia có rất là nhiều những cái bộ mic với mức giá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, hoặc là mức trung bình là khoảng 5 triệu với những cái bộ mic một thu một nhận, ví dụ như là bộ mic Rode chẳng hạn, hoặc là ví dụ như bộ mic Sennheiser của mình đã từng mua với cái giá rẻ thì nó cũng đã là 6 triệu đồng. Đó. Còn cái mức giá niêm yết thì nó rất là cao. Tuy nhiên bộ Sennheiser thì nó vẫn có những cái nhược điểm riêng trong cái trải nghiệm sử dụng thực tế. Chính vì vậy nên là mình tiếp tục mình mua bộ DJI này, mong muốn là nó có một cái gì đó hoàn thiện hơn trong cái quá trình mà mình sử dụng. Đặc biệt nhất đó chính là việc mình tự quay clip và mình yên tâm có chất lượng cao, cũng như là
không bị mất tiếng. Nếu như anh em có được một cái bộ mic để có thể tự trải nghiệm với cái điều kiện anh em dùng á, có thể bắt đầu bằng cái việc là mượn hoặc mua độc lập một cái mic phát này kết nối với cái điện thoại, nếu như anh em chỉ dùng điện thoại. Còn nếu như anh em muốn đa dạng thiết bị giống như mình, đặc biệt là có máy hình, máy quay, thì anh em sẽ có thể ít nhất là tốn 5,2 triệu đồng mua một cái combo giống như mình. Và mình xin chia sẻ thêm thì nó sẽ không phải combo một trắng một đen như thế này, mà mình nói với người bán rằng mình rất thích cái màu trắng, có thể bán cho mình cái màu trắng hay không. Thì họ tách cái bộ combo màu trắng ra, không biết là tách lẻ ở đâu đó thì mình không biết, và chỉ có thể một phát màu trắng và một thu màu đen như thế này thôi. Đó, và thật sự rất là thích cái màu trắng này. Hơn hết, quá nhỏ gọn để mang đi đâu đó. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái bộ mic DJI Mic 2 này. Và cho đến thời điểm hiện tại, ngay lúc quay video này, thì nó là một trong những cái bộ mic mình đánh giá nó toàn vẹn nhất trong cái tầm tiền này để có thể lựa chọn mua. Và hơn hết đó chính là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được, và bất kỳ một cái thiết bị nào, từ máy chụp hình, máy quay cho đến điện thoại, đều dễ dàng để lựa chọn sử dụng. Đó là giá trị nhất. Ngoài ra thì Tinh Tế tụi mình có cái bài đánh giá cực kỳ chi tiết của bạn Hoàng Hải. Các bạn có thể xem video cũng như là bấm vào cái link ở trên Tinh Tế để đọc một cái bài trải nghiệm rất là dài, rất là chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như là những cái khả năng mà nó làm được. Ví dụ như là nó có thể thu xa cách 100m, rồi ví dụ như là nó có hai cái mức noise cancelling, tức là khả năng triệt tiêu tiếng ồn bằng phần mềm ở trong cái bộ mic này nó có sẵn luôn. Thì nó cũng là một trong những cái tính năng rất là hay mà mình nghĩ có thể các bạn sẽ rất là quan tâm. Nên là cái bài chi tiết về đánh giá nó, các bạn có thể xem cái bài của bạn Hoàng Hải. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.